Thế chào các em, hôm nay thầy sẽ sửa hai bài tập câu C và câu D của bài số 23. Câu C thực hiện phép tính sau: 1 chia cho x cộng 2 cộng với 1 chia cho x cộng 2 nhân với 4x cộng với 7. Trước hết các em nhận xét rằng là mẫu thức của hai phân thức đại số này đã có dạng tích các nhân tử, cho nên chúng ta tìm mẫu chung. Mẫu thức chung: nhân tử thứ nhất biến x cộng 2 là x cộng 2. Nhân tử thứ hai biến 4x cộng 7 là 4x cộng 7. Bây giờ chúng ta nhẩm nhân tử phụ để chúng ta biến đổi phép cộng hai phân thức đại số này. Thầy viết lại đây: 1 chia cho x cộng 2 cộng với 1 chia cho x cộng 2 nhân với 4x cộng 7. Bằng nhân tử phụ của phân thức thứ nhất là 4x cộng 7. Về chúng ta nhân tử với 4x cộng 7, mẫu với 4x cộng 7. Một nhân với 4x cộng 7 thì bằng 4x cộng 7. Mẫu nhân với 4x cộng 7 có nghĩa là chúng ta viết lại mẫu chung. Phân thức thứ hai có mẫu đúng bằng mẫu chung, về nhân tử phụ của chúng bằng 1, tức là chúng ta viết lại cái phân thức thứ hai này: cộng với 1 chia cho x cộng 2 nhân 4x cộng 7. Bằng. Như vậy đến đây chúng ta đã biến đổi hai phân thức có cùng mẫu chung. Về kết quả của phép toán này là cộng tử với tử, mẫu viết lại. Cộng tử với tử, ta có 4x cộng 7 cộng 1. Chia cho mẫu x cộng 2 nhân với 4x cộng 7. Bằng 4x cộng với 8 chia cho x cộng 2 nhân với 4x cộng 7. Bây giờ chúng ta xem thử có rút gọn được không. 4x cộng 8, chúng ta đặt 4 làm nhân tử chung, xuất hiện nhân tử x cộng 2 để giảm được cho mẫu x cộng 2. Chia tử vào mẫu cho x cộng 2 thì chúng ta được 4 chia cho 4 x cộng 7. Như vậy, khi chia cho x cộng 2 cả tử vào mẫu thì các em phải hiểu rằng là trong bài toán đã cho x cộng 2 khác 0 rồi, cho nên chúng ta không ghi cũng được. Vậy tôi ghi lại đáp số. Bốn chia cho 4x cộng 7. Thầy kết thúc lời giải bài thứ nhất. Bây giờ chúng ta sang câu D. Câu D các em cũng nhận xét giống như câu C. Ở đây mẫu đã được phân tích thành nhân tử, do đó chúng ta tìm mẫu thức chung. Mẫu thức chung
bằng nhân tử thứ nhất là x cộng 3, chính là x cộng 3. Nhân tử thứ hai là x cộng 2, là x cộng 2. Và nhân tử thứ ba chính là 4x cộng 7. Bây giờ biến đổi tính tổng trên, thầy viết lại đây. 1 chia cho x cộng 3 cộng với 1 chia cho x cộng 3 nhân với x cộng 2 cộng với 1 chia cho x cộng 2 nhân với 4x cộng 7 bằng nhân tử phụ của phân thức thứ nhất. Các em nhìn vào mẫu thức chung, vào mẫu của phân thức thứ nhất thì các em thấy nhân tử phụ chính là x cộng 2 nhân 4x cộng 7. Vậy phân thức thứ nhất sẽ bằng x cộng 2 nhân 4x cộng 7. Mẫu là mẫu chung, x cộng 3 nhân x cộng 2 nhân 4x cộng 7 cộng phân thức thứ hai có mẫu thức là x cộng 3 nhân với x cộng 2. Vậy thì nhân tử phụ chỉ là 4x cộng với 7. Tức là lấy mẫu chung chia cho mẫu của phân thức thứ hai, chúng ta được nhân tử phụ là 4x cộng 7. Nhân 4x cộng 7 với 1 thì chúng ta được 4x cộng 7. Nhân mẫu thức với 4x cộng 7, ta viết lại mẫu chung. X cộng 3 nhân x cộng 2 nhân với 4x cộng 7 cộng tiếp nhân tử phụ của phân thức thứ ba, mẫu chung mà chia cho x cộng 2 nhân với 4x cộng 7. Các em thấy nhân tử phụ là x cộng 3. Về nhân x cộng 3 vào tử, ta được x cộng 3. Mẫu chúng ta viết lại mẫu chung, x cộng 3 nhân với x cộng 2 nhân với 4x cộng 7 Bây giờ chúng ta thực hiện một phép toán cộng 3 phân thức cùng mẫu, thì chúng ta cộng tử với nhau và mẫu thì viết lại, nó sẽ bằng thầy cộng các tử với nhau, x cộng 2 nhân 4x cộng 7 cộng với 4x cộng 7 cộng tiếp tử của phân thức cuối cùng là x cộng 3 chia cho mẫu, viết lại là x cộng 3 nhân với x cộng 2 nhân với 4x cộng 7. Bước tiếp theo là chúng ta nhân hai đa thức này lại với nhau để chúng ta thực hiện một phép ước lược các số hàng đồng dạng của tử. Bây giờ thầy nhân bằng x nhân với 4x là 4x bình phương, x nhân với 7 là 7x, 2 nhân với 4x là 8x, 7x cộng với 8x là cộng với 15x, 2 nhân 7 là 14 cộng với 14, cộng với 4x cộng với 1x là cộng với 5x, cộng với 7 cộng với 3 là cộng với 10. Chia cho x cộng 3
nhân với x cộng 2 nhân với 4x cộng 7 ước lượng đồng dạng của tử 4x bình phương viết lại mười lăm x cộng với 5x bằng 20x tức là cộng với 20x 14 cộng với 10 bằng 24 chia cho x cộng 3 nhân với x cộng 2 nhân với 4x cộng 7 nó sẽ bằng bây giờ ở tử thầy đặt 4 làm nhân tử chung để thầy phân tích thành tích để giãn ước cho mẫu bằng 4 làm nhân tử chung thì thừa số thứ hai của hàng tử thứ nhất là x bình phương, hàng tử thứ hai là cộng với 5x, hàng tử thứ ba là cộng với 6 chia cho mẫu x cộng 3 nhân x cộng 2 nhân với 4x cộng 7 bây giờ chúng ta phân tích x bình phương cộng với 5x cộng 6 các em để ý một là hệ số của x bình phương nhân 6 là bằng 6 thế thì khi đó chúng ta phân tích cái số 5 thành tổng hai số mà nhân lại bằng 6 đó chính là số 2 nhân với số 3 vậy số 5 này chúng ta chẻ ra là bằng 2x cộng với 3x bằng 4 x bình phương cộng với 2x cộng với 3x cộng với 6 chia cho x cộng với 3 nhân x cộng với 2 nhân với 4x cộng 7 kém nhóm x bình phương với 2x thì đặt x làm nhân tử chung bằng 4 thừa số thứ hai là x cộng 2 3x cộng với 6x kém nhóm lại kém đặt 3 làm nhân tử chung thì thừa số thứ hai là x cộng 2 chia cho x cộng 3 nhân x cộng 2 nhân với 4x cộng 7 bằng các em thấy trong ngoặc vuông này này x cộng 2 các em đặt tiếp nhân tử chung thì xuất hiện thừa số thứ hai là x cộng 3 như vậy là nó sẽ bằng 4 nhân với x cộng 2 thừa số thứ hai sẽ là x cộng 3 chia cho x cộng 3 nhân với x cộng 2 nhân với 4x cộng 7 các em thấy tử và mẫu đều có chữ x cộng 2 với x cộng 3 về chúng ta chia tử và mẫu cho x cộng 2 và x cộng 3 thì khi đó ta được bằng 4 chia cho 4x cộng 7 kết thúc bài toán. Ta ghi lại đáp số. Như vậy thì qua cái bài tập số 23, câu A, câu B thầy đã sửa video trước. Câu C và câu D thầy sửa trong video này thì giúp cho các em thực hiện những phép toán cộng trên các phân tích đại số có mẫu hơi phức tạp. Do đó, các em về nhà luyện tập lại để chúng ta có kỹ năng làm toán đối với các phân tích đại số. Cuối cùng, thầy cảm ơn các em theo dõi video này. Chào tạm biệt các em.